của chúng ta. Tôi nỗ lực, tôi thành công. CEO nhà sáng lập nên thương hiệu dành riêng cho nam giới. Madonna for men, Hoàng Thị Nhung, thủ đô Hà Nội. Em là đồng sáng lập ra thương hiệu Madonna for men. Em đã đi khảo sát thị trường và nhận thấy rằng nam giới ở độ tuổi từ 35 tới 50 đều có nỗi sợ giống như phụ nữ, đấy chính là sợ già. Và quan niệm phụ nữ làm đẹp đã là xưa rồi, hiện nay thì nam giới cũng cần phải làm đẹp. Khởi nghiệp khá là liều lĩnh, nhưng đến cái thời điểm hiện tại em thấy nó là một cái sự chính xác. Rất là may là mục tiêu của em khởi nghiệp trong năm đầu tiên đấy chính là có 1.000 khách hàng, thì bây giờ em đã có được một nửa số đó rồi. Trong cái sản phẩm của em, investment như vậy là nó bao nhiêu một share? Em cũng muốn nghe chị. Đâu khi chị muốn mua món đồ gì chị phải hỏi giá nó bao nhiêu chứ, để chị coi chị có khả năng để mua không. Về phần gọi vốn và phần trăm chia, chúng ta có thể ngồi bàn bạc lại với nhau. Ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với khu vực bàn trà thứ hai. Đây sẽ là nơi dành cho các bạn thí sinh có niềm yêu thích về làm đẹp, về thời trang và thẩm mỹ. Chúng ta sẽ đến với nhóm thí sinh đầu tiên. Wow, có sự chuẩn bị đây, đúng là team làm đẹp. Bây giờ sẽ là 3 phút dành cho Hoàng Nhung trình bày dự án của mình. 3 phút bắt đầu. Em là Hoàng Nhung, hiện đang là CEO của công ty trách nhiệm hữu hạn Cinderella International, là nhà đồng sáng lập ra thương hiệu Madonna for men. Em đã đi khảo sát thị trường và nhận thấy rằng nam giới ở độ tuổi từ 35 tới 50 đều có nỗi sợ giống như phụ nữ, đấy chính là sợ già. Và quan niệm phụ nữ làm đẹp đã là xưa rồi, hiện nay thì nam giới cũng cần phải làm đẹp để mà có thể tự tin khi ra ngoài giao tiếp, tự tin khi đứng trước nửa kia hay là thăng tiến ở trong công việc. Nhận thấy rằng ở thị trường Việt Nam chưa có quá nhiều những cái sản phẩm chăm sóc da cao cấp dành riêng cho nam giới, và những cái sản phẩm của Madonna for men được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên. Đây là một cái bộ chống não hóa da mặt và dầu gội phủ bạc đen tóc chiết xuất từ 19 loại thảo mộc. Điều đặc biệt Madonna for men khác với các sản phẩm khác ở trên thị trường đấy chính là sau khi mà sử dụng không những đen mà còn an toàn và lành tính cho da đầu, cũng như là giúp cho tóc mềm mượt khỏe. Công ty đang nghiên cứu và phát triển thêm những cái sản phẩm khác nữa, và trong một năm khởi nghiệp công ty của em đặt ra là sẽ có 1.000 khách hàng, và sau khoảng từ 2 tới 3 năm công ty hướng tới là sẽ có 2 triệu khách hàng, trong đó có khoảng 40% sẽ trở thành khách hàng thân thiết. 5 năm sau, bức tranh toàn cảnh công ty của em phát triển lên thành một tập đoàn lớn, không chỉ đưa ra các cái sản phẩm phục vụ cho nhu cầu của nam giới mà còn lấn sân sang các cái dòng phát triển cho nông nghiệp và về môi trường để có thể tạo công ăn việc làm cho người lao động. Tại sao Nhung lại quyết định lựa chọn dòng sản phẩm cho nam? Thị trường mỹ phẩm cho nữ em thấy rằng hiện nay nó quá là khốc liệt, cạnh tranh khá là nhiều. Và nếu mà để cho một cái thương hiệu mình đi vào chưa có được cái sự uy tín thì nó rất là khó. Nên là em đã chọn cái thị trường ngách, đấy là dành cho nam. Khởi nghiệp khá là liều lĩnh, nhưng đến cái thời điểm hiện tại em thấy nó là một cái sự chính xác. Bởi vì khi mà mình dấn thân vào, mình mới hiểu được nam giới cũng có nhu cầu giống như phụ nữ vậy. Em bắt đầu bước vào cái sản phẩm này 8 tháng thì em mất khoảng tầm 4 tháng để loay hoay tìm ra các cái phương án, tìm ra các đường đi để giúp cho cái doanh nghiệp của mình nó đi lên. Rất là may là mục tiêu của em khởi nghiệp trong năm đầu tiên đấy chính là có 1.000 khách hàng, thì bây giờ em đã có được một nửa số đó rồi. Sản phẩm đó của em là dòng dưỡng gì vậy? Dạ, đây là một dòng sữa rửa mặt dạng bọt. Thay vì là chúng ta dùng cái dòng sữa rửa mặt dạng kem là khi mà cho ra tay là phải xoa xoa bọt, thì riêng cái dòng sản phẩm của em là ấn ra một phát là sẽ có bọt ngay. Nam giới là chỉ cần đưa lên rửa mặt massage trong một phút là có thể xả sạch đi. Tiếp theo đây là em đặt tên cho nó là kem chống già. Mới đầu phát triển thương hiệu em nghĩ rằng sữa rửa mặt này sẽ là cái dòng sản phẩm chủ chốt, nhưng mà thật ra không phải. Cái kem chống lão hóa chính là một cái sản phẩm chủ chốt mang tới nhiều khách hàng nhất cho công ty. Và tiếp theo đây chính là một cái dòng sản phẩm kem chống lão hóa và nếp nhăn và trị thâm cho vùng da dưới mắt. Đặc biệt là khi mà em bán cho các khách hàng nam giới, khi mà họ dùng rồi là họ đặt mua luôn cho vợ, cho con của họ. Hiện nay em đang phân phối ở kênh nào? Em đang phân phối online trên Facebook và TikTok, nhưng mà sự phát triển lớn nhất của em ở Facebook. Đối với thị trường Việt Nam, em có thể nói với bên nhà sản xuất OEM cho em về những cái gói nhỏ để khi người ta đi du lịch, hoặc em có thể bán sản phẩm này rồi em tặng thêm cái gói đó, cũng như là em chào cái hàng đó ra. Có một cái nữa chị muốn hỏi là chị muốn đầu tư vào trong cái sản phẩm của em, investment như vậy là nó bao nhiêu một share? Em cũng muốn nghe chị. Đâu khi chị muốn mua món đồ gì chị phải hỏi giá nó bao nhiêu chứ, để chị coi chị có khả năng để mua không, chứ chị đâu có tự chị đưa ra giá được, đúng không? Đối với em, ở thời điểm hiện tại có một người đồng hành đi cùng với em, nó là một điều rất là quan trọng. Bởi vì công ty bị hiện tại thì đang có một mình em thôi. Còn về phần gọi vốn và phần trăm chia, chúng ta có thể ngồi bàn bạc lại với nhau.
Nói chung đây cũng là một cái option, cái hướng phát triển của em khá là hay. Mặc dù là ngành hàng của em cũng có cạnh tranh nhiều đó, nhưng mà đây cũng là một cái thành tích khả thi. Những cái bước đầu loay hoay em bị chôn vốn quá là nhiều tiền, bởi vì em thuê các bên agency để mà làm marketing cho mình, nhưng mà nó không ra được doanh số, cũng không ra được lợi nhuận và doanh thu. Nên là em nghĩ là mình cũng có sự sáng tạo, mình có thể học làm marketing cho thương hiệu của mình, tại sao mình không tự làm. Thế là em đã dành một tháng để tìm hiểu về các cái chiến lược marketing cũng như là làm design hình ảnh cho thương hiệu của mình. Và cũng thật là may mắn em đã tìm được cái hướng phát triển cho thương hiệu của mình đang dần dần cũng đi lên. Chị nghĩ là với sự thông minh và cái cố gắng của em, kiên trì, em sẽ thành công và sẽ phát triển thêm những dòng sản phẩm mới ra nữa. Cảm ơn Nhung và cảm ơn những chia sẻ cũng như là những góp ý từ giám khảo. Và hy vọng Nhung có thể phát triển sản phẩm của mình một cách tốt hơn nữa trong tương lai. Người đại báo dài xin được chúc mừng thí sinh có số báo danh 676 Hoàng Thị Nhung. Là một cô gái đang trên bước đường khởi nghiệp và thành lập lên một doanh nghiệp cũng như là tạo ra một thương hiệu có tên là Macedonia for Men, chuyên dành cho nam giới. Đối với Nhung thì một nữ lãnh đạo chính là những phẩm chất tự tin, mạnh mẽ, kiên cường và luôn đối diện với những khó khăn và nghịch cảnh trong cuộc sống này cũng như là đưa doanh nghiệp của mình phát triển. Có thể khởi nghiệp không phải là con đường duy nhất đưa chúng ta đến tới được con đường thành công, nhưng khởi nghiệp chính là đang giúp phụ nữ mở ra những con đường, những cơ hội phát triển mới, tạo ra cho mình những thử thách mới và giúp nâng cao những vị thế của phụ nữ trong xã hội hiện nay. Khởi nghiệp giai đoạn đầu có thể không phải, có thể trải qua rất nhiều những khó khăn và nghịch cảnh, nhưng hãy coi nó như là những bài học và là những trải nghiệm tạm thời để đưa chúng ta tới được những con đường thành công như là chúng ta mong muốn. Xin cảm ơn. Hoàng Thị Nhung, số danh 676. Á Hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2023, Hoàng Thị Nhung.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.